Hi, em xin chào tất cả mọi người nha, đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em đi phát bờ rào đây. Em thấy có một tổ ở trên một hàng rào. Đến các bác, trước mặt các bác. Em viết các bác xem đây này. Viết cái tổ gì đây. Nó làm ở trên một hàng rào phát qua. Em thấy và em đợi quay em lên, quay lên cho các bác xem. Đây này các bác, cái tổ này nó làm vừa rồng vừa dọn, nó làm trên một cái hàng rào. Đây các bác nhìn này, rùng dọn này. Đây này. Đó. Một hàng rào em phát từ đây là em thấy tổ gì đây, em quay cho các bác xem. Đây hàng rào em chưa phát này. Đó. Rùng dọn luôn các. Đây này. Làm em bật ngay cho các bác xem. Đó. Không biết cái tổ này là tổ gì mà em thấy lạnh không? Rồi em sẽ bắt đầu em quay sơ bên ngoài rồi em gỡ gỡ cho các xem. Đã, em sẽ vén ra cho các xem. Đây này, không biết thấy cái nó nằm chỗ nào. Đã, em quay rồi đây. Vén đây, nổ đi rồi các bác ơi, nổ đi rồi, nằm khe này này, em vén cho các bác xem. Đây nổ lên, nổ lên này, cộng mình sẽ xua đi các bác xem. Nổ lên, nổ đây, nó làm trên, em vén cho các bác xem. Không. À, cái tổ này là cái tổ gì nó nằm trên một hàng rào. Nó rung rợn có vậy. Cho em quay cho bác xem. Đây. Nổ này. À, nổ đây này cơ. Rồi, em sẽ lên đây nhé. Trong chẳng có gì không? Không thấy gì cả. À, em sẽ gỡ cái tổ này ra cho bác xem này. Gỡ nó đây ra. Nó đây ra rồi tí. Tí em quay cận át cho bác xem. Rồi nó làm cho nên. Thả. Tự cho cụ nhìn. Ướt lạnh này. Nó làm giữa một cái khu vườn chuối là vụt cái vườn phân cải nhìn qua còn lại nữa đây tôi sẽ làm tàn ra không đó làm cái khẻ này quay cái tổ này cho có xem. Em cần cuộn này tròn này bị cuộn tròn luôn này em sẽ khoảng phải vận cho trồng cho trồng xem trồng không thấy gì toàn rác không này. Ừ. Ra cả bẹ ngô này đấy cả bẹ ngô này làm trong này nó nằm bẹ ngô không cả rác này còn bên ngoài thì nó nằm với này. Cuộn tròn này có trên này tròn rồi anh nhìn nhá rồi em quay cận cảnh tổ ở quán lúc lại làm trên một hàng rào em quay qua xem các thấy thú vị tổ gì các bác bình luận cho em, các bác thấy hay ủng hộ like đăng ký kênh nhờ cho em nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác, hẹn các bác vào clip tiếp theo. Rồi em bắt đầu hẹn các bác vào clip tiếp theo nhé.